Phạm Hoàng Long, 45 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, một cựu trung tá công an, cựu tổng giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an. Trong quá trình lãnh đạo tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, do có mâu thuẫn thủ tức cá nhân với cấp dưới, nên Long đã nhờ Nguyễn Hiền Bàng và các đàn em xã hội của Bàng dằn mặt hai nhân viên dưới quyền của mình. Những mâu thuẫn dồn nén bắt đầu từ tháng 1 năm 2017. Phạm Hoàng Long được bổ nhiệm giữ chức giám đốc của một xí nghiệp thuộc Bộ Công an. Vụ thứ nhất là thời điểm Long được bổ nhiệm, bà Cao Mai Hoa, 45 tuổi, đang giữ chức phó giám đốc của xí nghiệp này. Sau một thời gian làm việc, hai người làm việc cùng nhau đã xảy ra những khúc mắc trong công việc không thể nào giải quyết được. Do bà Hoa không đồng tình với một số việc làm của ông Long nên đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét và giải quyết. Long đã bực tức tìm cách sử dụng vũ lực để cảnh cáo bà này. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Long quen biết với Nguyễn Hiền Bàng, 34 tuổi. Đến giữa năm 2019, Long đã hẹn Bàng, rồi nhờ đối tượng này sử dụng vũ lực dằn mặt bà Hoa. Long cung cấp hình ảnh, biển số xe, quy luật đi lại của bà Hoa, đồng thời đưa cho Bàng 50 triệu đồng để thực hiện. Sau khi nhận lời Long, Bàng đã trực tiếp mua xe máy, tháo biển số, chuẩn bị áo quần cải trang cho đàn em và mua pha trộn các hóa chất dùng để dằn mặt. Khoảng vào tháng 5 năm 2019, Bàng đã nhờ đám đàn em theo dõi bà Hoa trước khi ra tay. Một đàn em đã theo dõi đặc điểm, quy luật đi lại của bà Cao Mai Hoa, rồi báo lại cho Bàng, đồng thời cũng gọi hai người khác cùng đi để tát nước nóng vào người của bà Hoa. Sau đó đến đầu tháng 6 năm 2019, đàn em của Bàng đi mua hai mũ bảo hiểm màu xanh, áo khoác nhãn hiệu Grab, một chai dầu ăn, mang về đun nóng rồi đổ lẫn với nước nóng cho vào bình giữ nhiệt. Đến 18 giờ cùng ngày, hai đàn em của Bàng mang bình nước nóng mỡ đến trước nhà số 1031 phố Tây Sơn, tìm gặp bà Hoa rồi tạt nước nóng trộn với dầu ăn vào vùng mặt, cổ của bà Hoa, làm bà Hoa bị thương tích nặng, tổn hại 25% sức khỏe và bị bỏng. 3 tháng sau, Long đã hẹn gặp Bàng và đưa thêm cho Bàng 50 triệu đồng, coi như để cảm ơn. Ở vụ việc thứ hai, vào tháng 8 năm 2019, Phạm Hoàng Long đã được bổ nhiệm làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu, một công ty thuộc Bộ Công an. Quá trình Long làm việc ở công ty này, có ông Trần Văn Diện, 64 tuổi là cấp dưới của Long. Cũng do không đồng ý với việc làm của Long tại công ty, nên ông Trần Văn Diện, sinh năm 1964, cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu, thường xuyên viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng. Sau khi biết chuyện, Long đã tỏ vẻ bực tức, muốn sử dụng vũ lực để cảnh cáo ông Diện, nên Long đã lại tiếp tục dùng chiêu dằn mặt, tiếp tục nhờ Bàng xử lý vụ việc. Sau đó, theo như chỉ đạo của Long, Bàng đã nhờ Lê Đăng Luân gây thương tích với ông Diện bằng axit. Khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020, Luân đã cùng Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Văn Nghĩa, Hà Thanh Tùng hẹn gặp tại nhà trọ của Luân ở Thanh Trì để bàn bạc và phân công nhau. Chính đã giả làm lái xe ôm Grab, chở Tùng ngồi sau rồi thực hiện hành vi tạt axit vào người của ông Diện. Trưa ngày 29 tháng 12 năm 2020, khi các đối tượng phát hiện ông Diện đã đi tới khu vực đầu phố Ngụy Như Con Tùng, Chính điều khiển xe máy áp sát, vượt bên trái xe máy ông Diện để Tùng ngồi sau, cầm can axit trên tay rồi hất trúng vùng đầu, cổ, vai và người của nạn nhân. Do ông Diện không bị thương tích nặng, nên Bàng đã gọi điện thông báo và nhờ Luân thực hiện lại hành vi một lần nữa. Theo như chỉ đạo của Luân, thì khoảng 10 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhìn thấy ông Diện đi bộ đến trước cửa nhà số 401, phố Vũ Hữu, Chính đã điều khiển xe máy chở Tùng ngồi phía sau, cầm can axit, hắt vào đầu và người ông Diện, khiến cho nạn nhân lần này đã bị tổn hại 5% sức khỏe. Sau vụ việc này, Long đã đưa cho Bàng 100 triệu đồng tiền công. Ngoài hai lần tạt axit vào người ông Diện, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Long đã chỉ đạo Bàng nhờ đàn em cảnh cáo ông Diện bằng cách va chạm giao thông gây thương tích ở khu vực ngã ba đường Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh. Do thương tích nhẹ nên ông Diện đã không đến cơ quan công an để trình báo, không đề nghị giám định thương tích. Và đến ngày 9 tháng 4 năm 2021, Phạm Hoàng Long đã bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Các bị cáo còn lại cũng ra đầu thú ngay sau đó và bị công an giữ lại để điều tra. Bị cáo Phạm Hoàng Long có mái tóc muối tiêu, co giò bước xuống từ xe thùng, đi vội vào phòng xử số 5 Tòa án Nhân dân Hà Nội. Phiên tòa diễn ra vào hôm 21 tháng 10. Cùng hầu tòa với Long có 7 đồng phạm khác
là đàn em xã hội đã được Long thuê để trả thù hai cấp dưới. Khi trả lời thẩm vấn, Long nét mặt điềm đạm, nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Long còn thừa nhận toàn bộ cáo buộc, song khai chỉ nhờ cảnh cáo chứ không trực tiếp chỉ đạo cách thức hay là muốn làm tổn thương quá nặng đến hai thuộc cấp. Bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới hai bị hại. Long đã khai là chỉ nhờ đàn em xã hội răn đe thôi, chứ không nhằm vào họ và ra tay quá nặng. Khi được hỏi lý do vì sao bị cáo lại muốn cảnh cáo hai cấp dưới của mình, Long cúi gằm mặt rồi đáp: chỉ vì những hiểu lầm trong công việc và do cấp dưới làm đơn nạc danh tố cáo về những nội dung mà bị cáo thấy không đúng, khiến cho bị cáo nông nổi tức giận nhất thời. Thời gian ở trong trại giam, tôi rất ăn năn, hối hận, thâm tâm tôi suy nghĩ rất nhiều, không khi nào yên. Long nói rồi quay người lại ở phía sau, xin lỗi hai bị cáo và mong được tha thứ. Bị cáo Bàng cũng thừa nhận nể tình anh em nên đã giúp Long trả thù, không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Bị cáo cho rằng có mua axit nhưng đã pha loãng đi. Sau hai vụ việc trên, Bàng đã được Long trả công hơn 100 triệu đồng, song chỉ chia cho đàn em mỗi người 5 triệu đồng. Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau, bà Cao Mai Hoa, bị hại trong vụ án đầu tiên, mặc một chiếc áo sơ mi kín cổ, đeo khẩu trang kín mít. Bà cho biết đến bây giờ trên cơ thể của bà vẫn còn nhiều vết sẹo do bị bỏng và thương tích nặng, đang phải điều trị. Theo bà Hoa, trong 2 năm công tác cùng nhau, ban đầu ông Long giữ chức giám đốc, điều hành xí nghiệp rất tốt, cả hai đều rất tâm huyết với công việc. Một thời gian sau thì bà bỗng thấy ông Long có một số việc làm không đúng với chủ trương của công ty nên đã góp ý rất nhiều lần nhưng không được tiếp thu, nên bà đã báo cáo điều này với bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc. Bị hại Cao Mai Hoa cũng cho biết, vụ việc vừa qua không chỉ gây tổn thương thể chất của bà mà còn khiến cho bà bị tổn thương về tinh thần. Bà Hoa cũng nghẹn ngào, vụ việc xảy ra đã lâu. Tuy nhiên sau đó người ta đã đồn thổi rằng tôi đã bị bắt ghen. Ngoài việc đau về thể chất, tôi còn đau cả về tinh thần, bởi chồng tôi cũng nghĩ là tôi có mối quan hệ ngoài luồng nên tôi và chồng cũng đã phải quyết định ly hôn. Bản thân tôi thấy hai đứa con của tôi đang thiếu thốn tình cảm của người cha, chúng rất đáng thương. Tôi không muốn con của bị cáo Lâm cũng bị chia ly như vậy, thiếu thốn tình cảm như con của tôi. Bà Hoa nghẹn ngào và nói thêm: tôi nghĩ quyết định của tòa án hôm nay mang hình thức răn đe, còn tòa án lương tâm sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất mà bị cáo Long sẽ phải chịu. Sau lời trình bày của bà Hoa, chủ tọa cũng chia sẻ rằng hội đồng xét xử cũng rất chia sẻ với những mất mát tổn thương mà bà đã phải gánh chịu, mong bà sẽ cố gắng vượt qua. Trong khi đó thì bị hại còn lại trong vụ án là ông Trần Văn Diện đã xin tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho 4 bị cáo đã hành hung ông. Quá trình giải quyết vụ án, ông Diện cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu. Xét thấy đề nghị này của ông Diện là phù hợp với quy định của pháp luật và không bị ai ép buộc, nên hội đồng xét xử đã chấp thuận. Ông Diện và bà Hoa đều đã được bị cáo Long cùng gia đình bồi thường thiệt hại trước phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này bị cáo Phạm Hoàng Long là cán bộ công an, được giao nhiệm vụ đứng đầu các đơn vị, nhưng không giải quyết khúc mắc mâu thuẫn trong nội bộ, dẫn đến thu tức cá nhân. Bị cáo là người chủ mưu cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính. Cho dù là có mâu thuẫn vì bất kỳ một nguyên nhân nào, thì hành vi của bị cáo Long là không thể chấp nhận được. Sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt cựu trung tá Phạm Hoàng Long mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, cùng tội danh Nguyễn Hiền Bàng và hai đồng phạm khác cũng bị phạt lần lượt là 30 tháng, 26 tháng và 2 năm tù.